Thảo xin mến chào quý vị thính giả. Chúng ta đang đến với thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ tối thứ sáu hôm nay. Và chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Quý thính giả thân mến, như thường lệ, chương trình tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 phần. Đầu tiên sẽ là tình huống khó xử mà một số thính giả cũng đã chia sẻ với chúng tôi trong tuần qua. Bích Thảo cũng sẽ đặt tình huống này với Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, là chuyên gia tư vấn tâm lý từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt với những bà mẹ nào đang lo lắng về chế độ dinh dưỡng hay là sức khỏe của trẻ nhỏ, cũng xin mời quý vị đăng ký với chúng tôi ngay từ bây giờ qua số điện thoại trực tiếp đó là 3910 4866, để lát nữa đây ở phần sau của chương trình thì Thạc sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ cùng tư vấn cho quý khán giả. Một lần nữa Bích Thảo xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp đó là 3910 4866. Mời quý vị đăng ký với bộ phận thư ký của chúng tôi ngay từ bây giờ để lát nữa chúng tôi sẽ chủ động gọi lại cho quý vị thính giả. Chuyên mục Góc cha mẹ. Quý thính giả thân mến, trong tuần qua qua trang web của đài ở địa chỉ đó là www.voh.com.vn thì chúng tôi có nhận được hai trường hợp của quý thính giả liên quan đến một tình huống Bích Thảo nghĩ rằng là hết sức tế nhị và cũng rất là khó xử. Đó là câu chuyện cha mẹ phải ứng xử như thế nào khi con ăn cắp tiền ạ. Một vị thính giả đầu tiên ở quận Thủ Đức có chia sẻ rằng là vô tình bắt gặp con ăn cắp tiền. Điều đáng nói đó là trẻ chỉ vừa 14 tuổi mà đã dám lấy cắp chìa khóa và làm một cái y chang và lâu lâu cứ rút tỉa tiền của cha mẹ. Khi mà cha mẹ biết thì cũng có đánh con một trận, và từ đó trở đi, hễ gia đình có việc gì đi đâu xa là anh chị đóng luôn cửa phòng. Trong lòng rất là bực bội bởi vì anh chị cho biết rằng là gia đình khá giả, không để con thiếu thứ gì, nhưng lại xảy ra cái tình trạng ăn cắp giặt để lấy tiền đi chơi với bạn. Và câu hỏi đặt ra đó là anh chị cũng lo lắng cái điều này có ảnh hưởng đến nhân cách phát triển của con mình hay không, nhất là con của mình cũng đang bước vào độ tuổi mới lớn. Và trường hợp thứ hai Bích Thảo nhận được từ ý kiến của chị Thanh ở quận Tân Phú. Chị cho biết là vừa bị cô giáo chủ nhiệm của con mắng vốn bởi vì con ăn cắp chiếc điện thoại của bạn trong lớp. Mà đây không phải một lần, trước đó thì cô bé này cũng đã bị bạn mắng vốn rằng là đã từng ăn cắp một chiếc máy nghe nhạc của bạn. Và điều này khiến chị rất là đau đầu. Lần trước có đánh con có hứa là sẽ không tái phạm, nhưng mà vẫn chứng nào tật ấy. Và cô bé này chỉ mới vừa học lớp 8 thôi ạ. Và chị Thanh cho biết rằng là cũng rất là băn khoăn và lo lắng. Nhưng với hai trường hợp, hai cái tình huống tuy khác nhau một chút nhưng mà cũng giống nhau ở một điểm, đó là con có cái tình trạng là ăn cắp vặt. Một bé 14 tuổi thì ăn cắp tiền của gia đình, còn một bé thì lại lấy trộm máy nghe nhạc cũng như là điện thoại di động của bạn. Và chúng ta sẽ xử lý như thế nào? Ngay bây giờ chúng tôi xin được nối máy với Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, là chuyên gia tư vấn tâm lý từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Alo. Dạ alo. Dạ, xin chào Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long ạ. Xin chào chị Bích Thảo ạ. Dạ, anh có nghe chương trình rõ không anh? Dạ nghe rõ ạ, chị dạ. Nghe được không? Dạ rồi, bên đây Bích Thảo nghe anh rõ. Với hai cái trường hợp mà Bích Thảo vừa chia sẻ với quý vị thính giả trên sóng, không biết là anh có nghe kịp không ạ? Dạ, dạ có. Dạ. Một trường hợp bé 14 tuổi lấy tiền của gia đình. Đúng rồi anh. Dạ. Lớp 8 đi lấy đồ của các bạn đúng không? Dạ, bây giờ chắc có lẽ là mình chia ra anh ha. Mình trao đổi cái trường hợp đầu tiên. Cái trường hợp mà bé 14 tuổi, bé ăn cắp tiền của bố mẹ và cũng có cái thủ thuật đó là lấy cái chìa khóa, lấy trộm chìa khóa của bố mẹ và đi ra ngoài tiệm làm một cái chìa khóa y chang như vậy, để mỗi khi mà cần tiền đi chơi với bạn bè thì lại mở tủ ra lấy một ít. Thì vị phụ huynh này cho biết là khi biết cái tình huống này thì cái việc đầu tiên là đánh con. Và sau đó thì đề phòng con hơn. Theo thạc sĩ thì cái ứng xử như vậy đã phù hợp chưa? Và thính giả trong cái trường hợp như thế này thì nên làm gì ạ? Dạ, chắc chắn mọi cái sai lầm của trẻ con mà ta sử dụng hình phạt bằng đòn roi thì đó là cái đầu tiên là không hợp lý cái đã.
À, tuy nhiên trước khi mà mình nói cụ thể vào từng trường hợp á, thì chỉ góc độ là một người nghiên cứu về tâm lý của một người có những cái một vài cái trải nghiệm trong chính cuộc sống thì tôi nghĩ như thế này, ở độ tuổi dậy thì đó thì các nhà khoa học nói rằng là ngoài cái việc song hành với cái việc là phát triển về mặt thể chất và một nét vài cái tâm lý tích cực của trẻ con đó, thì bé bắt đầu, các bạn ở tuổi dậy thì bắt đầu có những, có một vài cái biểu hiện của một vài cái tính mà nó không có tốt. Ví dụ như là nói dối, hay là ví dụ như là trở nên lì đòn hơn, lì đòn như là lầm lì hơn và có vẻ là ít nghe lời người lớn hơn nữa rồi. Vì lúc này bé bắt đầu có cái tính là người lớn đấy. Vậy thì vì những cái đặc điểm này mà bé bắt đầu xuất hiện một vài cái tính xấu, ví dụ tôi vừa nói nãy là đó là nói dối hay lấy tiền hay là làm nghịch lại bố mẹ mình chẳng hạn, thì điều quan trọng là cha mẹ phát hiện con của mình đang gặp phải tính xấu nào để kịp thời giúp đỡ và uốn nắn con. Nói như vậy đồng nghĩa với việc là khi ta phát hiện được con mình có những cái biểu hiện không tốt rồi, thì cái quan trọng đặt ra ở đây, ta đừng có quá khắt khe về cái chuyện là con đã làm một cái chuyện rất là tày đình, ngày xưa giờ không bao giờ mình nghĩ con mình như vậy, đúng không ạ? Thực ra là cái nguyên nhân tôi vừa đề cập đầu tiên đó chính là cái yếu tố khách quan. Cái độ tuổi này vì cái tôi phát triển, vì cái chuyện là muốn chứng tỏ mình với các bạn, hay là muốn chứng minh mình là người lớn, có cái khả năng tiêu xài như một người lớn chẳng hạn, thì đấy chính là cái yếu tố khách quan thôi. Và yếu tố khách quan nếu được giám sát kịp thời và hướng dẫn kịp thời thì nó không ảnh hưởng nhiều lắm đâu. Tuy nhiên có một cái yếu tố nữa, yếu tố chủ quan. Yếu tố chủ quan từ bản thân đứa trẻ. Tuy nhiên để có được yếu tố chủ quan này thì bé nó cũng phải bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài. Đó là gia đình, đó là môi trường, đó là một vài cái nhìn thấy một vài cái hành vi không tốt. Thì như vậy thì bé có thể là mắc phải một vài cái tật mà nó mình cho gọi là không tốt lắm. Rồi cái chia sẻ thứ hai của tôi nữa là về cái chuyện mình dùng cái từ thực ra là cái từ mình biết là phụ huynh rất là hay dùng, và thực mình đã từng gặp rất nhiều ca tư vấn ở cái tình huống giống vậy rồi. Cũng dùng cái từ rất là nặng với trẻ con là ăn cắp. Thực ra là khi mà trẻ con nó nghe cái đối diện từ ăn cắp cực kỳ dễ sợ, nó nghĩ là nó chỉ lấy thôi, nó làm ví dụ chỉ là lấy trộm thôi, nó lén lấy thôi, mà nghe là con là ăn cắp đồ của mẹ hả, thì nó cực kỳ rất là nặng nề với con trẻ. Nên vì vậy cái điều chia sẻ thứ hai của tôi trước khi đề cập đến các trường hợp đó, thì tôi nghĩ rằng là mình ngay cả cái chuyện dùng từ ngữ với con cái thôi, thì mình dùng làm sao để ta cái hành vi mà nó lệch chuẩn nhất á, người ta cũng đưa nó về cái trạng thái là hiểu, thông cảm, chia sẻ, tha thứ, nhưng phải nhắc nhở, chứ không phải là mình cái từ nó hơi mang tính lên án, ăn cắp là có vẻ nó hơi lên án chút xíu á, thì trẻ con nó sẽ không vui lắm và nó cảm thấy nó bị xúc phạm khi nó chỉ làm một lần hoặc là vì một cái gì đó mà bé nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái từ đó thì tôi nghĩ là chưa hợp lý lắm. Và vì vậy thì đó là hai cái chia sẻ đầu tiên. Và cái chia sẻ cuối cùng nữa là tôi nghĩ rằng là phụ huynh thì cố gắng làm sao để rồi mình phải chứng minh cho con thấy là mình là thực sự là một người ba, người mẹ hiểu con, bằng cách là mình khoan tỏ vẻ cái bộ nóng bộ hay là la mắng hay là những từ ngữ mà nó xúc phạm trẻ cái đã, mà ta phải thể hiện là cái sự đồng cảm cùng con, đồng hành cùng con. Ừ, mẹ biết như thế, ba biết như thế, thì ta nói thế nào để con cũng cảm nhận được là cái hành vi của mình ở đâu có ba mẹ cũng cảm thông, ở đâu ba mẹ cũng chia sẻ, nhưng ở đâu ba mẹ cũng rất là buồn vì cái hành động sai của mình. Đó là cái bài chữ đầu tiên. Và với cái trường hợp thứ nhất thì tôi nghĩ cái này là chị Thảo, một đứa trẻ nó dám làm được một cái chìa khóa để rồi lấy tiền và coi như là nó không cho ba mẹ biết luôn. Thì song hành cùng với cái tiền nó giữ một cái chìa khóa, thì tôi nghĩ là cái này có chủ đích rất rõ từ bé. Thì bây giờ cái điều quan trọng là đương nhiên cha mẹ nào phát hiện con có sai lầm á thì cũng nổi giận, nổi nóng, đúng không? Nhưng mà trường hợp này nó quá nặng rồi. Thì chúng ta phải làm sao? Cái sự tức giận cũng trở nên vô nghĩa. Vậy thì cái chính ở đây, với trường hợp này, ba mẹ phải tìm hiểu nguyên nhân. Vì sao con mình làm như vậy? Có phải là trong ngày thường mình quá ki bo với con không? Hay là trong ngày thường mình cấm con nhiều thứ quá không? Hay là con mình đòi hỏi những thứ rất đơn giản mình không đáp ứng cho con hay không? Thì tất cả những điều này phụ huynh phải quay trở lại để xem là trong cuộc sống thường nhật mình có đối xử với con mà nó hơi bị khắt khe, đặc biệt công chuyện tài chính chi tiêu chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là cái điều đầu tiên mình làm như vậy cái đã, rồi sau đó mới tính tiếp. Thôi ta phát hiện con có chìa khóa riêng rồi, thì 14 tuổi rồi, không còn quá nhỏ để ta phải ngày nào cũng nhắc lại cái chuyện hành vi của bé là con dám làm chìa khóa của mẹ hay là dám làm chìa khóa để mà ăn cắp tiền của mẹ. 14 tuổi bé đã bắt đầu có những nhận thức có người lớn hơn rồi, thì ta không cần phải nói một cách mà thẳng thắn đến mức đó. Đây là hồi nãy chị Thảo của mình rất là thích một từ là vấn đề tế nhị đó. Thì vì là vấn đề tế nhị nên khi mình phát hiện ra, mình nói chuyện với con cũng phải vấn đề thể nghị. Nếu ba nói rồi thì thôi, mẹ nói rồi thì thôi. Chứ không thể nào mà cả hai ba mẹ được kêu bé xuống rồi dằn cho bé một bài học, rồi chưa kể rồi còn lúc nào cũng nhắc lại.
một đối một ấy, thì cái cảm giác mà có lỗi á nó sẽ rất là nhiều. Bé có thể khóc trước mặt ba, khóc trước mặt mẹ, thì chỉ thấy chỉ là một người thôi. Còn nếu hai người thì bé nó sẽ lì hơn nữa. Bởi vì cái độ tuổi nó là như vậy mà. Nên tôi nghĩ rằng là cái cách mà đánh bé thì nó không phù hợp. Vì vậy mà cái điều tôi vừa chia sẻ xong là khi mình phát hiện thì mình cần phải làm sao để mình cảm nhận rằng là mình phải uống nắng con. Nhưng mà uống nắng làm sao để con nó hiểu rằng là ba mẹ uống nắng đó là vì ba mẹ thương mình, chứ không phải vì ba mẹ tiếc đồng tiền ba mẹ mà mình lấy của ba mẹ. Dạ rồi, xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long với những cái thông tin chia sẻ đầu tiên ạ. Với cái câu chuyện mà vị thính giả cũng đã chia sẻ với chúng ta, ở đây còn một cái vấn đề nữa rằng là sau đó thì vị thính giả này lại có cái xu hướng là dè chừng với con hơn. Ví dụ là không chỉ thay đổi ổ khóa mà nếu mà đi đâu đó, thậm chí là khóa cả hai cửa, hai lớp cửa phòng luôn. Thì theo thạc sĩ thì cái điều này có làm tổn thương trẻ không ạ? Có chứ, chứ tôi đã nói là sau cái hành vi mà đánh con rồi, dằn mặt con rồi, thì cái hành vi tiếp theo sẽ là gì? Vì đây là phụ huynh đang theo một chiều hướng cảm xúc là tức giận, đúng không ạ? Đánh đập và dè chừng, một cái chiều hướng cảm xúc nó đi theo một cái liền mạch như vậy, nên tạo ra một đứa trẻ là một đá, một cục đá đè lên, rồi lại thêm một cục đá đè lên nữa, rồi lại thêm một cục đá nữa là đè lên, và cứ nhiều lần như vậy thì những cục đá đó nó làm cho tâm hồn của bé trở nặng nề hơn, và bé cảm thấy mình là người gây ra một cái tội quá lỗi lầm, và coi như cái mối cái gọi là tạm gọi là cái vết thương này nó quá khó để xóa trong ký ba mẹ được, và như vậy bé nó sống luôn dằn vặt, và thậm chí là sao bé mất tự tin khi đối diện với ba mẹ nói riêng và đối diện với mọi người ngoài nữa, vì ba mẹ đã dè chừng mình thì không hà cớ gì ba mẹ không kể cho người khác nghe. Yeah. Đó, đúng không ạ? Và bé lại rất là sợ những người thân biết chuyện của bé. Vì vậy là ngay bây giờ nếu còn kịp thì ba mẹ nên có một mình ba hoặc một mình mẹ có một trò chuyện với con, với con nói rất là thẳng thắn về vấn đề này, và đặc biệt nữa là xóa bỏ tất cả những cái nghi ngờ ngày xưa bây giờ mình nhìn cho bé, và thậm chí là mình còn thử để xem là bé nó còn tái diễn hay không, vẫn là ổ khóa cũ, vẫn là ổ tiền, chỗ tiền này đâu, vẫn là cái cửa khóa bình thường, đừng có tỏ vẻ ra một cách dè chừng, một cách thái quá như vậy. Tôi mình là người lớn đấy, mà ai nói giao tiếp với mình mà mình mà dè chừng, mình rào trước đó sau tới cái điều mà vấn đề thì tao đã bắt đầu có cảm nhận là không ổn đối với tình huống này rồi, đúng không? Chỉ muốn trẻ con mình sống cả ngày mà ba mẹ đi đâu rồi khóa chặt cứng cửa, rồi còn thay đổi khóa mà không nói năng gì vì tại sao làm như vậy, vân vân, thì tôi nghĩ là điều không nên làm, không nên làm tổn thương bé. Dạ rồi. Với trường hợp thứ hai, thưa thạc sĩ, đó là chị Thanh ở quận Tân Phú. Chị cho biết là bị cô giáo mắng vốn là con lấy trộm chiếc điện thoại của bạn trong lớp, mà đây không phải là cái lần đầu tiên. Trước đó thì cô bé học lớp 8 này cũng đã bị mắng vốn là lấy trộm cái chiếc máy cái máy nghe nhạc của một bạn khác, và điều này khiến chị hết sức lo lắng. Và chúng ta chia sẻ như thế nào về trường hợp này, thưa thạc sĩ? Như thế này này chị, chia sẻ với phụ huynh rằng là cái hành vi mà bé lấy trộm đồ đó, thực ra là mình thì thấy đó lần thứ hai á, là thấy đã có như bắt đầu là mình có thể quy lại là bé có một cái thức ăn cắp vặt, đúng không ạ? Lần thứ hai như vậy rồi, nhưng mà các cái nhà nghiên cứu về hành vi học á thì họ cho đây là hành vi lệch chuẩn. Mà muốn biết được hành vi lệch chuẩn thì phải so sánh với hành vi đúng chuẩn. Mà lấy gì để so sánh thì trong rất là nhiều cái tiêu chí để so sánh thì họ có một cái tiêu chí là tiêu chí về mặt thống kê. Về mặt thống kê, như là thống kê số lần đã vi phạm này, là về cái hành vi mà mình không đồng ý đó, nó đi ngược lại với số đông này, hoặc là thống kê cái việc là trong một ngày của bé, trong một đời của bé thì có bao nhiêu hành vi bé là hành vi tốt và bao nhiêu hành vi xấu đó, gọi là phép thống kê. Như vậy nếu căn cứ vào cái phép thống kê này thì với con số 2 thì nó vẫn chưa phải là con số nhiều đối với một đứa trẻ mà trưởng thành như thế này. Nếu cộng với cái việc là suốt ngày bé rất là tốt, bé rất là ngoan, và bé chẳng bao giờ lấy của ai, chẳng qua là cái máy nghe nhạc hay là cái điện thoại vừa rồi nó có chức năng nghe nhạc chẳng hạn, thì nó vẫn chưa được bị quy chụp vào một đứa trẻ có tính ăn cắp vặt. Tuy nhiên đã hai lần, một lần đầu rồi cả lần sau này nữa đã từng được bị cảnh cáo rồi, bị la mắng vân, bây giờ vẫn tái phạm, có là thói quen lệch chuẩn, có gọi là thói quen cái hành vi mà nó chưa chuẩn mực của bé đó, nó thiếu đi cái sự uống nắng cần thiết. Vậy thì điều quan trọng bây giờ đánh đập như chị vừa làm hay là dằn mặt con thì không được. Với trường hợp của bé lúc này ta phải tìm hiểu nguyên nhân, và tôi chắc chắn rằng là bé có một cái điều gì đó bé chưa tâm sự thật với ba mẹ hay cô giáo. Ví dụ mình có thể phán đoán rằng là bé thèm một cái tai nghe, một cái máy nghe nhạc, đúng không, rồi lại một cái điện thoại nữa. Vậy thì liệu rằng có phải sở thích của bé nghe nhạc không mà bé không có được cái phương tiện để bé nghe nhạc không? Nếu mà thực sự nó là như vậy thì ba mẹ cực kỳ dễ giải quyết,
một mặt ta trò chuyện với con, vừa một chút gì đó buồn than phiền để bé hiểu được cái tâm trạng của ba mẹ, vừa một chút gì đó nhắc nhở con để thấy là một đó là hành vi không tốt, một chút gì đó để chia sẻ cùng với con. Và điều cuối cùng, nếu ta biết được chắc rằng bé thích nghe nhạc, yêu âm nhạc mà không có điều kiện, thì ta có thể tâm sự với bé rằng là nếu ta có điều kiện thì ta có thể đáp ứng được cái nhu cầu đó, còn nếu ta không có điều kiện thì ta có thể tâm sự với bé hiểu hơn rằng là có nhiều cách để mình nghe nhạc vân vân. Hoặc là hôm nay ba mẹ chưa có nhưng ngày mai ngày kia ba mẹ sẽ có, thì sẽ cho con cái máy nghe nhạc hay cho con cái điện thoại có âm nhạc. Tuy nhiên cái hành vi con là mẹ không đồng ý, chứ không phải là nghe như vậy rồi cô giáo kêu lên mắng vốn, rồi phụ huynh bên kia mắng vốn, rồi về tiên tiết lên là la mắng con, rồi nói là mẹ đâu có làm gì để con phải xíu hụt vân vân, thì nó lại chạm vào bé hơn. Yeah. Vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa, để thay đổi một cái hành vi mà nó chưa đạt chuẩn mực đó. Yeah. Theo cái thuyết hành vi học nghiên cứu thì là phải tái tạo ra một cái hành vi gọi là hành vi song hành cùng với cái hành vi bé đang làm. À, ví dụ như là bé đang lấy đồ đúng không, vậy hành vi song hành sẽ tạo ra với bé là gì? Vậy thì đưa ra những cái tình huống cho bé xử lý, thì bé đưa ra được những cái giải pháp mà trong tình huống nó sẽ làm như thế nào. Và điều đó thì mình đưa ra những tình huống mà nó mang tính ngược lại, không đến là phê phán cái hành vi trộm cắp, nhưng ít ra nó liên quan đến hành vi trộm cắp, để coi thử xem là cái nhận thức, cái thái độ và cái hành xử của bé về vấn đề như thế nào. Và từ đó nó bắt cầu qua cái câu chuyện mà ta đang có. À, như vậy cầu thấy là điều đó nó không tốt đúng không? Nó tác động dần như vậy bằng cách là tạo một cái hành vi xong, tạo một cái việc làm song hành với cái lỗi của bé. À, hoặc là ta có thể là thói quen mà, nên bây giờ mình sẽ cố gắng mình kiểm soát ở gia đình mình soát kỹ hơn về tiền bạc hay về điện thoại hay vân vân. Rồi ta có thể là tìm hiểu và giúp đỡ bé thêm là con muốn như vậy, con muốn như kia đúng không. Rồi một mặt nữa ta cũng nói với cô giáo cách chia sẻ của mình, thì cô giáo đâu phải là không phải là mình không nói là cô giáo không hiểu thấu đáo tâm lý của học sinh, nhưng mà ít nhiều thì trong cái hành xử thì nhiều lúc cô giáo làm nói gì đó với mẹ là mẹ cũng bực mình quá thì mẹ mới hành xử lại với con mình như vậy. Thì tôi nghĩ là cái sự kết hợp giữa nhà trường gia đình nó sẽ tốt hơn cho trường hợp này của bé. Còn nếu mà ngày thường nữa, thường thứ ba xảy ra mà lúc nào bé cũng có cái tính đó hết, không những là lấy đồ của bạn ở trường, còn lấy đồ của mẹ ở nhà, của ba ở nhà, rồi đi đâu thấy cũng là cái thói quen như vậy, là nó đã cái hành vi này nó lặp lại quá thường xuyên rồi, thì có cách nữa là các bạn phụ huynh phải đem tới một cái trung tâm để họ điều chỉnh lại cái hành vi cho bé. Họ có những cái bài tập, họ có những cái liệu pháp, và thậm chí họ có những cái gọi là những cái thay đổi để giúp bé, có những cái chiến lược để giúp bé thay đổi cái hành vi không tốt này. Yeah. Nếu mà cái hành vi là thường xuyên lặp lại thường xuyên thì nó sẽ đến góc độ nữa là góc độ gọi là cái thói quen nó tồn tại quá lâu đó, thì phải cần được can thiệp. Tôi nghĩ là như vậy. Dạ vâng ạ. Chúng ta thấy rằng là qua cái phần tư vấn vừa rồi thì phần lớn những cái thông tin chúng ta đều tập trung là làm sao để hiểu về nhu cầu và hiểu cái nguyên nhân vì sao các bé lại có những hành vi như vậy. Nghe qua phần tư vấn này chắc có lẽ quý vị thính giả chúng ta cũng hiểu thêm. Tuy nhiên với một số thính giả do là áp lực công việc quá là nặng nề đó thưa Thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, thì cũng không tránh những cái trường hợp là cảm thấy rất là bức bách. Ví dụ như là mình rất là vất vả, mình chịu đủ thứ áp lực ở cơ quan, trên đe dưới búa, rồi mình phải kiếm tiền để nuôi con ăn học, rồi khi mà con phạm phải sai lầm thì mình phải kềm chế cái cơn giận của mình để mình hiểu nó hơn, thậm chí là mình phải bỏ qua cái cảm xúc của bản thân để tìm cái giải pháp làm sao tốt nhất cho con mình, thì có lẽ là cũng gây ít nhiều căng thẳng thêm cho quý phụ huynh về vấn đề này. Để chia sẻ thì Thạc sĩ có điều gì nói thêm không ạ? Thực ra như thế này mà chị Thảo, mình sinh con ra thì ai cũng muốn con mình tốt hơn và ai cũng yêu con mình đúng không ạ? Và dưới cuộc sống ngày nay, đặc biệt là cái thời đại này nữa, nó làm cho những người làm cha làm mẹ có quá nhiều việc phải làm và có quá nhiều việc phải lo. Tuy nhiên mình nói với nhau rằng là đã sinh ra con thì phải có trách nhiệm với con, và mình chia sẻ với quý vị rằng là đã về tới gia đình thì mọi sự việc ở cơ quan phải để lại hết. Yeah. Nếu chồng không làm được thì vợ phải, nếu không làm được cả hai thì quá tốt, còn nếu vợ không làm được thì chồng phải làm, và chồng không làm được thì vợ phải làm. Chúng ta không thể nào là đem cái cuộc sống hoàn toàn một con người của công việc bên ngoài khi cửa nhà đem vào trong nhà sống y chang như vậy, thì rất nguy hiểm cho những bạn mà có cha mẹ mình như vậy. Yeah. Nếu cha mẹ không làm được nữa thì liệu trong gia đình mình có ai không, ông bà, cô chú bác gì chẳng hạn vân vân, thì có thể giúp trẻ. Tuy nhiên cái việc mà tôi hồi nãy tôi có nói tới một yếu tố kết hợp giữa nhà trường, gia đình và phụ huynh đó, thậm chí là các lực lượng xã hội nữa, nên nếu ba mẹ có thời gian rảnh thì cứ tạo điều kiện cho con để con có tham gia các cái hoạt động bên ngoài, hoặc là
tìm hiểu con để rồi đưa con đến những hướng, nó cho đến những cái hành vi nó tốt đẹp hơn, ví dụ như là thỏa mãn sở thích là ca hát hay là thể dục thể thao hay là một hành vi nào đó, thì tự nhiên những hành vi tốt đó nó lấn át đi cái hành vi mà bị lệch như thế này. Thì tôi nghĩ là việc làm thì cha mẹ có thể làm được. Còn đương nhiên là cái chuyện mà mình nói hiểu con rồi yêu thương con thì mình không nói ở đây thì cha mẹ nào cũng làm như vậy. Nhưng mà do cái cuộc sống hoặc là đôi lúc là do cái gọi là giận cá chém thớt á, mình bực bên này rồi mình đè lên con. Thậm chí là mình nghĩ là mình không, thậm chí có nhiều cha mẹ đó là mình bất tài để khi mình không dạy được con làm điều tốt nữa cả. Họ chỉ nghĩ lại như vậy nữa. Nên tôi nghĩ rằng là mọi cái suy nghĩ của cha mẹ thì vẫn là của cha mẹ. Yeah. Cái điều quan trọng là sao mà nối kết được giữa cha mẹ và con cái để hai người thể hiểu nhau nhiều hơn. Yeah. Tuy nhiên nếu các bạn nhỏ có nghe được cái chương trình này thì tôi nghĩ các bạn nhỏ cũng phải ý thức rằng là cái việc làm của mình nó không đúng, và đừng không những ảnh hưởng tới mình mà ảnh hưởng tới ba mẹ mình. Và nếu không khéo, ví dụ gặp những người mà họ xử lý không khéo, thì cái việc làm mình của mình, cái hành vi lệch của mình đó, nó ảnh hưởng suốt cuộc đời mình, bởi vì ai cũng có thể nhắc lại, cũng biết và cũng có thể nhắc lại. Thì vậy các bạn nhỏ cũng phải cẩn trọng và được xây dựng cái thói quen tốt, từ bỏ bớt những cái thói quen mà nó không phù hợp và nó làm cho mọi người phải buồn lòng vì mình. Thì tôi nghĩ các bạn nhỏ đủ sức làm chuyện này, tuy nhiên cần lắm sự hỗ trợ từ ba mẹ hay là gia đình hay là phụ huynh hay là giáo viên ở trường và các tổ chức đoàn thể. Tôi nghĩ là như vậy. Dạ, có thể thấy rằng là làm cha mẹ không dễ chút nào đúng không ạ? Dạ, thưa thạc sĩ, một cái điều cuối cùng muốn hỏi thêm thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, đó là với những cái trường hợp mà trẻ hay lấy tiền của cha mẹ hoặc là lấy trộm đồ của bạn đó, thì đã có những cái trường hợp nào xảy ra nhưng mà do cách cha mẹ, người thân ứng xử đúng thì đã chuyển hóa được con, và cũng có trường hợp nào do chúng ta có những cái phản ứng thái quá mà khiến cho cái tình trạng này nó càng trở nên trầm trọng hơn nữa không ạ? À, thực ra thì cái tình huống thái quá thì tôi chưa gặp, bởi vì như thế này này, khi mà khách hàng tới tham vấn á, thì ban đầu thôi, còn sau này cái hậu quả nó lớn mà do họ không chịu thực hiện đấy, hoặc là họ tự xử lý đó. Yeah. Nặng quá thì họ quên nói luôn và họ im luôn chẳng hạn. Yeah. Nhưng mà có một cái trường hợp rất là hay thế này thì xin được chia sẻ với quý phụ huynh để thấy rằng là dẫu có những bộn bề, dẫu có những lo toan, nhưng vì cái tình yêu con mình có thể gác lại một ngày làm việc, gác lại một giờ làm việc để thể là giúp con hơn. Thì có một phụ huynh của tôi rất là hay thế này. Một đứa bé nó mới lớp 4 thôi. Yeah. Dạ, chuyện mới có 9-10 tuổi gì thôi. Thì bé lại thích chơi cái hình siêu nhân á. Yeah. Mấy cái hình các con thú trong cái trường tiểu học hay bán á. Yeah. Thì nhưng mà ba mẹ thì không bao giờ cho là chuyện mua cái chuyện này. Bởi vì ở nhà thì rất là nhiều đồ chơi. Ba mẹ không phải là không lo cho ba mẹ giàu có mà. Yeah. Ở nhà nhiều đồ chơi. Rồi tiền ăn sáng đi học là đầy đủ hết. Tuy nhiên một ngày đó thì chị thấy rằng là chị bị mất trong cái ví của mình, tại vì chị đi chợ về, không phải là cái ví nữa mà là cái tiền lẻ để trên cái bàn đó. Yeah. Thì chị vẫn nhớ đem bao nhiêu tiền, đúng mất bao nhiêu, rồi còn bao nhiêu. Nhưng mà chiều chị kiểm tra lại, chị sực nhớ là hồi nãy sáng mình để tiền ở này thì nó mất đâu, mà chị để rất là cẩn thận trong cái bình hoa, mà bình hoa cũ mà cái dạng bình hoa cạn, cái đấy nó cạn á. Yeah. Để cắm hoa nhựa, thì hoa nhựa chị lấy ra rồi, thì còn giống như là một cái bằng cái tô, cái chén ở nhà thôi, thì chị thả vào trong đó thì không thể nó bay được, và cái hộp quẹt cũng đằng lên đó nữa mà. Chùm chìa khóa đằng lên nữa, nhưng mà chiều chị phát hiện ra sai, và chị nghĩ là trong nhà mình chỉ có 4 người thôi, một em bé thì đang trong chưa tới 1 tuổi thì chưa biết đi làm sao mà lấy tiền được, chồng mình không thể lấy rồi, với 10.000 20.000 thì ông không thèm lấy rồi, đã sao đã mất được. Và thế là chị nghĩ, chị đoán ngay đó chính là đứa con lớp 4 của chị ạ, 9-10 tuổi của chị đó, nhưng mà chị đâu có chứng cứ gì để hỏi bé. Thì thế là chị phải kiểm chứng ra chứ, và thế là chị đã một lần nữa, chị cố tình làm y chang như vậy nữa, và chị tiếp tục mất thêm 10.000 hay 20.000 gì nữa. Và chị biết chắc luôn rồi. Thế là chị mới đến nói gần nói xa. Thì bé nó vẫn nói là con cái đó con không biết à, con không biết. Thì từ câu trả lời của con, chị đã nghi con chắc chắn rồi. Bởi vì đứa bé nó, con nít nó dại lắm. Yeah. Nó không giấu được sự thật. Yeah. Nó cố tình giấu bên này, lào lòi bên kia. Bắt đầu chị thử lần thứ hai là buổi sáng dọn dẹp ở trong phòng của bé. Thì chị thử đến rơi 20.000 ở trong đó. Yeah. Thử sang như thế nào, và chị đóng cửa lại. Thì bé vẫn vô trong nhà tắm á. Thì bé đi ra. Thì chị vẫn cố tình đánh rơi rất là dễ thấy. Đến trưa chị bà chiều bé đi học về, chị hỏi là ồ hồi sáng mày nhớ mày đánh rơi 20.000 ở đâu, mày như trong phòng của con hay sao á, bé nó con không biết à. Rồi chị cũng không nói gì cả, chị im. Rồi chị tiếp tục cái câu này nữa là tối mà chị lúc chị dọn dẹp rửa chén mà bé đang ngồi học bài đó, dọn dẹp nhà phòng cho bé đó, để chăn màn gối chiếu này kia để bé ngồi học bài, thì chị lại tiếp tục, mày chắc chắn luôn sáng mày đánh rơi 20.000 ở đây này, bé là nó con không biết à. Chị là nói đùa tới con chứ mày biết ai đó rồi, chẳng qua là mày không những biết một lần mà biết nhiều lần. Nhưng mẹ muốn ai đó phải tạo, mẹ đã tạo cơ hội thì phải biết rồi.
Nhưng mà bố mẹ tạo cơ hội không biết lỗi thì mẹ sẽ phơi bày sự thật. Ha, mẹ biết là có cái người ấy họ cũng rất là cần tiền, mà họ cần họ muốn là bữa kia, mà mẹ chưa biết là họ cần cái gì nên mẹ không có cho được, mà mẹ cũng chưa thấy cái gì, chưa thấy một cách rõ ràng để mẹ cho. Chứ còn nếu mà nói thì người ấy nói thì mẹ cũng cho à. Thì bé tự nhiên nó sực tỉnh ra và nó chạy tới, nó ôm chồng lấy chị và nói con xin lỗi mẹ vì này kia. Và bé nó khai hết tất cả những thứ, và vì thực sự là đồ chơi ở nhà thì nhiều nhưng mà không đem vô trường được, mà ở trường thì các bạn cũng chỉ chơi những con thú nhỏ nhỏ đó thôi, bạn không có thì không được, nên bạn phải bớt tiền để bạn mua cho nó, mà vì ăn sáng bạn không thể bớt rồi, bạn phải lấy tiền để bạn mua. Và chị biết thế là từ đó trở đi thì chị mới bằng cái lần đó thì chị mới giáo dục luôn cả bé về cách xin tiền, rồi cách tiêu tiền và sử dụng và vân vân, những thứ liên quan đến cái chuyện mà bé lấy. Đương nhiên chị không xoáy sâu vào cái chuyện là con ăn cắp như vậy là sai, chị nói à đó là hành vi con đã thấy như vậy, mẹ thấy con khóc lại biết con đã hiểu được vấn đề, và mẹ lại càng thương con hơn, bởi vì con dám, con là một chàng trai rất là dũng cảm, là dám nhận lỗi của mình, và đây là một cái điều mà mẹ nghĩ là không phải đứa trẻ nào cũng làm được. Chị nói bằng những cái kiểu nói mà làm cho đứa bé nó cảm thấy là ồ, nó nhận lỗi như vậy là một cái niềm tự hào của mẹ. Và từ đó thì chị chia sẻ rằng là chị gọi là đứa bé chị rất là tốt và cần cái gì cũng nói mẹ hết. Đương nhiên là chị cũng phải cân nhắc con cần cái gì mua thì mua như thế nào, v.v. thì chị dạy bé, thì tôi nghĩ là một cái hành xử rất là tốt. Nên chị nói rằng là chị phải mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra cái cách đó. À, kể cả cái chuyện mà chị theo dõi cái lần thứ hai mà chị để tiền trên cái bình hoa và chẳng cái ổ khóa lên đó, cũng phải theo dõi là thấy rõ là bé lấy luôn. Nhưng chị vẫn để bình thường, có bé có nói gì không. Và tại vì bé lấy, nhưng mà bé sẽ chắc rằng là mẹ đâu biết là mẹ có bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà lần này mẹ xác định là mẹ đánh rơi 20 ngàn trong phòng. Vì vậy là bé biết, chắc mẹ đã biết sự thật rồi. Nhưng mà bé không thể nào mình dạng để thú nhận được. Thì tôi, cách làm của phụ huynh rất là hay. Và nếu được thì mình cũng nên ứng dụng. Đương nhiên mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng mà cách này tôi nghĩ là những đứa trẻ nó có thể là mắc sai lầm và tự mạnh dạn với thú nhận sai lầm khi mà gặp ba hoặc gặp mẹ, và hiểu con và giúp con nhận ra cái lỗi sai và giúp con bộc bạch được cái tâm trạng của mình. Thì tôi nghĩ là một việc làm rất là tốt đối với các bạn nhỏ. Dạ, một lần nữa cảm ơn những cái thông tin rất là hữu ích từ thạc sĩ Nguyễn Hữu Long, là giảng viên tâm lý từ trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Dạ, thay mặt thính giả chương trình cảm ơn anh một lần nữa. Dạ. Dạ. Thưa quý vị, bây giờ là 20:32 và chúng ta vẫn đang nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ trên sóng FM 99,9 MHz của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng tôi cũng rất mong là quý vị thính giả đặt thêm những tình huống với chúng tôi trong mỗi chương trình. Quý vị có thể gọi về với bộ phận thư ký thông qua số điện thoại trực tiếp, đó là 3910-4866. Chúng tôi sẽ ghi lại tất cả những cái nội dung mà quý vị quan tâm, hoặc là quý vị cũng có thể lên trang web của đài ở địa chỉ www.voh.com.vn. Quý vị nghe lại chương trình và để lại những ý kiến của mình, chúng tôi sẽ chắt lọc và sẽ đặt ra để chuyên gia tâm lý tư vấn thêm cho quý vị thính giả. 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không? Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói sao cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ, 20:05 đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, FM 99,9 MHz. Thưa quý vị, chương trình Kỹ năng làm cha mẹ do Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House thực hiện. Và chúng tôi xin được nhắc lại một lần nữa múi giờ của chương trình, đó là từ 20:05 cho đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần, với số điện thoại trực tiếp đó là 3910-4866 ạ. Hỏi đáp sức khỏe. Quý
Quý vị thính giả thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nối máy để gặp lại thạc sĩ bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng từ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Quý vị thính giả có vấn đề gì cần chia sẻ liên quan đến sức khỏe của trẻ nhỏ, chế độ dinh dưỡng như thế nào cho phù hợp thì xin mời quý vị gọi về đăng ký với chúng tôi qua số điện thoại 3910 4866. Còn bây giờ chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với bác sĩ Yến Phi. Alo. Chào Đức Thảo và xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Dạ, đầu tiên thì cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian trong buổi tối ngày hôm nay để tư vấn cho quý thính giả. Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo. Dạ, xin chào chị và mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi đi ha. Bác sĩ đang nghe chị đó. Dạ. Dạ, em chào bác sĩ Yến Phi ạ. Dạ, bác sĩ cho em hỏi là bé em hôm nay mới được 3 tháng 10 ngày nhưng mà 2 tháng nay bé bú sữa ngoài, em không có sữa mẹ đó. Rồi bé đi toàn phân xanh không à? Nhưng mà hôm trước, dạ. Dạ, một ngày bé đi mấy lần hả mẹ? Dạ, một ngày bé chỉ đi một lần hoặc là 2 ngày bé đi một lần thôi bác. Rồi sao nữa mẹ hỏi tiếp đi ạ. Dạ, mấy hồi trước thì nó đi phân xanh lắm, mà xanh ơi là xanh luôn á. Mà có nhớ có bọt á thì em mới đi bác sĩ nói là bé bị nhiễm trùng đường ruột á. Thì bác sĩ bán thuốc cho về uống 2 ngày. Hai ngày nhưng mà nó cũng bớt, xong rồi uống tiếp thêm 4 ngày nữa thì bé nó bị đi bón y như là con dê vậy đó bác. Nhưng mà nó cũng có vàng ra được chút ít, nhưng mà bây giờ em thấy bé bón và em không dám cho nó uống nữa đó, thì bé nó đi phân tiếp phân xanh nữa rồi. Tất cả những cái trường hợp nhiễm trùng tiêu hóa, tức có nghĩa là có một cái loại vi trùng bất thường phát triển trong đường tiêu hóa của con mình. Thông thường thì trong ruột của bé bao giờ cũng có những cái loại vi khuẩn mà người ta gọi là các vi khuẩn có lợi á, ký sinh trong đó. Và khi mà có sự xâm nhập của một cái loại vi khuẩn có hại vào thì thường các loại vi khuẩn có lợi nó sẽ chết đi, và các vi khuẩn có hại này phát triển, nó sinh sôi lên và nó gây bệnh cho bé. Thì khi mà chúng ta không có đủ cái vi khuẩn có lợi trong ruột á, thì phân của bé thường sẽ chuyển màu xanh, là bởi vì cái mật mà được tiết ra từ cái đường mật từ gan á, khi mà xuống tới cái đại tràng, tức là xuống ruột già của bé không có các vi khuẩn này thì nó chuyển thành một cái dạng mật màu vàng, cho nên nó giữ nguyên cái màu xanh như vậy, chứng tỏ đang thiếu các cái vi khuẩn có lợi trong lòng ruột của bé. Đồng thời bé của chị là có đi siêu phân đàm rớt bọt nữa nè, chứng tỏ là các cái vi khuẩn có hại nó đang làm tổn thương cái niêm mạc ruột của bé, nó gây ra các triệu chứng này. Cho nên việc sử dụng kháng sinh để mà điều trị những cái trường hợp vi khuẩn có hại tăng sinh sôi nảy nở quá nhiều trong lòng ruột như vậy là bắt buộc. Và thời gian thông thường, thời gian để sử dụng một cái loại kháng sinh là 7 ngày. Cho nên việc chúng ta sử dụng 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày hoặc là 1 ngày mà các cái vi khuẩn chưa được tiêu diệt hết mà chúng ta ngưng kháng sinh đó, thì thông thường các cái vi khuẩn nó sẽ mọc trở lại, trở lên, và bé nó lại bắt đầu một cái quy trình đi tiêu phân lỏng, thì tiêu phân xanh do cái tình trạng nhiễm trùng tiêu hóa tiếp theo. Cho nên trong trường hợp cụ thể này thì phải là chúng ta nên mang bé trở lại khám để mà được ghi một cái loại thuốc khác, bởi vì cái loại thuốc ta vừa dùng trong cái đợt vừa rồi sẽ không được tiếp tục sử dụng nữa, là do các vi khuẩn có khả năng đã bị thuốc. Đồng thời là mẹ cũng nên trình bày với bác sĩ về cái chuyện là khi bé uống các loại thuốc tiêu hóa này thì bé nó bị đi tiêu phân bón như là phân dê, để bác sĩ có thể đi kèm theo với các cái loại kháng sinh này, người ta cho thêm các cái loại chất xơ để mà hỗ trợ cái việc tiêu hóa cho bé, chứ chúng ta không chỉ ngưng thuốc khi mà vi trùng còn bị tiêu diệt hết. Bác cho em hỏi là bé em á càng ngày nó càng bú càng ít, nay 3 tháng 10 ngày mà em cân bé được có 5 kg à? Mà một ngày bé bú khoảng ngày một đêm bé bú khoảng 500 thôi bác. Đúng là những cái đứa bé mà nó đang bị cái vấn đề ở cái đường tiêu hóa, nhiễm trùng tiêu hóa như vậy mà, thì chắc chắn là nó sẽ bú ít hơn bình thường, bởi vì cái tiêu hóa là cái nơi mà sữa sẽ được tiêu hóa và hấp thu. Do đó khi mà cái đường tiêu hóa nó bị, tức là ruột nó bị viêm, nó bị sưng, nó bị tổn thương, nó chảy nhớt gì đó, thì chắc chắn hệ tiêu hóa không làm việc được thì bé nó sẽ bú ít đi. Cho nên trong trường hợp này chúng ta bắt buộc phải điều trị xong cái nhiễm trùng tiêu hóa, phải phục hồi xong cái đường ruột của bé thì bé nó mới có thể bú lại bình thường được. Bởi vì bây giờ ngay cả khi mà mẹ cho bé uống được cái số lượng lớn thôi thì bé cũng sẽ không tiêu hóa, không hấp thu được. Cái đường tiêu hóa của bé đang bị tổn thương, nhất là như mẹ mô tả là bé đã bị cái tình trạng tiêu phân xanh này kéo dài mà 1 đến 1-2 tháng này rồi, chứ không phải là ít. Do đó chúng ta bắt buộc phải điều trị xong cái bệnh để mới phục hồi cái đường tiêu hóa và chúng ta gia tăng cái lượng sữa cho bé. Thì thông thường thì ngay trong giai đoạn này, ngay khi bé phục hồi, tức là bé đang điều trị bằng kháng sinh á, thì chúng ta cũng có thể gia tăng lượng sữa bằng cách là mẹ cho con uống sữa thay nước uống đi.
Thì một cái bé mà 5kg 7 như con mình á, thì thường thường một ngày cái nhu cầu nước của bé nó chiếm khoảng chừng 600-800ml tùy trời nóng hay trời lạnh. Cho nên nếu như bé chỉ uống 500ml sữa thì có khả năng là chúng ta đang cho bé uống 100ml còn lại là nước gì đó khác, không phải là sữa. Thì trong trường hợp này chúng ta sẽ bỏ luôn cái nước đó và chúng ta dùng luôn là sữa cho bé. Tuy nhiên chúng ta cũng phải khéo léo ha, nếu như bé đang giai đoạn nhiễm trùng tiêu hóa cấp thì đôi khi chúng ta phải cho bé uống thêm các loại nước để bù điện giải. Trường hợp đó thì chúng ta mới chấp nhận là cho uống nước đó mà không uống sữa mà thôi. Dạ, dạ, thông thường là giống vậy chừng nào mới hết cái ly phân xanh luôn hả bác? Chừng nào nó hết nhiễm trùng tiêu hóa nè. Dạ, còn chừng nào nó hết thì mình không biết được. Thì nó sẽ tùy vào cái loại vi trùng bé bị nhiễm, con vi trùng gì đó, thì nó có nhạy với kháng sinh mà bác sĩ sử dụng không. Tại vì có nhiều khi con vi trùng kháng sinh đó chúng ta dùng nó không có chết đi thì chúng ta lại phải đổi một cái kháng sinh khác để con vi trùng đó. Nhưng mà mấy bữa nãy giữa giờ em uống cho nó uống thuốc nhiều rồi mà sao nó không hết đi phân xanh hết bác hả? À, thì như bác sĩ vừa mới nói với mẹ đó, cái việc là con vi trùng nào bị nhiễm, vi trùng nó lờn kháng sinh tới đâu nó sẽ quyết định cái chuyện là chúng ta điều trị có hết được cái bệnh đó hay không. Cái việc mà đi tiêu phân xanh thì nó chỉ là cái biểu hiện của cái tình trạng thiếu các cái vi khuẩn có lợi, còn các cái triệu chứng khác như đi tiêu phân đàm, máu nhầy nhớt thì mới là triệu chứng của nhiễm trùng tiêu hóa. Và hai cái này thật sự rất là khó phân biệt, mà ngay cả những bác sĩ nhi khoa mà chưa có kinh nghiệm thì đôi khi chúng ta cũng không thể phân biệt được đây là tình trạng khó đang nhiễm trùng hay là chỉ là một cái tình trạng thiếu vi khuẩn là có lợi trong đường ruột không thôi. Chính vì bác sĩ mới nói với mẹ là nên mang con đi khám bệnh trở lại, nếu cần thì bác sĩ sẽ phải cho thử phân, thử máu thì mới xác định các cái tình trạng là nhiễm trùng của bé đã hoàn toàn hay chưa. À, dạ, bác cho em hỏi là bé bú ít vậy em cho bé uống men tiêu hóa được không bác? À, bây giờ cái đường tiêu hóa của bé đang bị viêm nè, cái đường ruột của bé đó nó đang bị viêm, tức là nó sưng lên nè, các cái niêm mạc của nó bị phù nè, thậm chí sẽ bị loét vô các cái vi khuẩn nữa. Cho nên cái việc trốn men tiêu hóa hoàn toàn không có ý nghĩa gì trong trường hợp này hết. Thì chúng ta phải điều trị cho nó hết viêm nè, cho nó xẹp cái niêm mạc xuống, cho nó mọc những cái lông niêm mạc lên cái niêm mạc mà hấp thu đó. Rồi nó rồi sau khi mà nó phục hồi xong cái đường ruột, tức là nó lành cái đường ruột rồi thì nó mới tiết men ra thì bé mới ăn uống được. Còn bây giờ cái đường ruột nó đang viêm như vậy mà cho uống không có tác dụng, bởi vì cái sữa đó nó sẽ không được hấp thu qua cái đường ruột, mà nó giống như là ống ruột của con mình nó đang bị bệnh vậy đó mẹ, nó đang sưng đang viêm á. Chúng ta phải điều trị cho xong cái đó đã nha. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Dạ rồi, chào chị, cảm ơn chị đã tham gia chương trình. Bây giờ là 20:42 và chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả tiếp theo. Alo. Dạ alo ạ. Dạ chào chị, mời chị đặt câu hỏi với bác sĩ Yến Phi. Dạ, chương trình, em chào bác sĩ ạ. Bác sĩ ơi, cho em hỏi là bé em năm nay bây giờ là được 7 tháng rưỡi rồi nhưng mà chưa mọc cái răng nào cả. Bé cũng hơi lười ăn, chỉ có ăn 1-2 thìa đầu là bé chịu ăn chịu nuốt thôi, còn là bé cứ ngậm mà không chịu nuốt ạ. Có thể cho bác sĩ biết là bé có cân nặng và chiều cao như thế nào, và ngoài cái chuyện ăn ra thì mẹ cho uống sữa hay là ăn uống các cái thứ khác ra sao? Dạ alo, em nghe nhỏ lắm ạ. Alo, có gì kia, alo. Tức là có thể nói, có thể nhắc cho bác sĩ biết là bé của mình giờ cân nặng và chiều cao nó như thế nào, và đồng thời ngoài cái chuyện mà cho ăn dặm ra đó thì mẹ cho bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài hay là các cái thức ăn khác ra sao? Dạ bé của con là được 72cm, cân nặng là 8kg 7 ạ. 8kg 7 và 72cm. Dạ đúng rồi, bé uống sữa mẹ hay sữa ngoài vậy? Dạ, từ hồi 6 tháng khi con đi làm lại là anh cho bé bú sữa ngoài, với lại là buổi trưa với lại buổi sáng, và từ buổi chiều để đi lúc con về thì bú sữa mẹ, có nghĩa là bú song song luôn ạ. Mà bé cũng không thích uống sữa ngoài rồi, mỗi lần bé nó khóc không chịu uống ạ. Dạ vâng, cái điều này nó hoàn toàn thường thôi, bởi vì một cái bé mà bú mẹ từ nhỏ cho tới 6 tháng thì nó quen với bú mẹ, thường nó sẽ không ăn và nó cũng không thích bú sữa ngoài. Ngoài trường hợp tính là từ sữa mẹ ra nó chả thích cái gì hết. Tuy nhiên có cái điều là chúng ta thấy bé này có cái chiều cao và cân nặng hoàn toàn phù hợp với tuổi, thậm chí tốt hơn tuổi. Tức là cái chế độ dinh dưỡng hiện nay của bé không có thiếu so với khẩu phần. Do đó thì cũng thấy rằng cái việc uống sữa mẹ và cộng với cái sữa ngoài nó gần đủ cái mức năng lượng cần thiết cho bé tăng trưởng. Chính vì vậy làm cho cái bữa ăn của bé đó, bé nó không thích ăn á, thì chúng ta sẽ khó tập ăn hơn một chút.
Trong trường hợp này thì có lẽ là chúng ta lưu ý một số các cái điểm sau đây. Cái thứ nhất là bé khi mà cho nó ăn á thì sẽ là một người khác cho ăn chứ không phải là mẹ. Tại vì nó thấy mẹ là nó chỉ đòi bú bú thôi, chứ nó không chịu ăn mà nó không chịu uống sữa. Cho nên cái việc mà cho uống sữa ngoài và cho ăn thì là một cái người khác, và mẹ chỉ nên cho bú vào cái đầu giờ giữa giờ gì đó. Xong rồi có thể là nhờ bà hay là bố gì đó đút cho bé vào những cái bữa ăn của bé. Khi mà chúng ta cho bé ăn thì chúng ta lưu ý là những cái bé mà khó ăn như vậy thì mình phải tập từ từ. Chúng ta quấy bột lỏng hơn và cho bé ăn không có lợn cợn quá nhiều, tức là chúng ta bằm thịt, bằm rau gì đó thì rất ít. Ví dụ như những cái bé bình thường thì một chén bột có thể cho một muỗng thịt, nhưng bé này thì một chén bột cho có nửa muỗng thịt thôi. Chúng ta chỉ cần yêu cầu đủ cái lượng chất bột và đủ cái lượng dầu trong chén là đủ, là được. Và sau cái bữa ăn dặm này thì có thể chúng ta tập cho bé ăn thêm trái cây nạo, chứ chúng ta cũng không cho uống các loại nước trái cây hay là nước mát hay là ăn do ô phô mai giờ cái độ tuổi này, để cho đảm bảo là bé chỉ tập trung vào bữa ăn thôi. Đó là cái cách mà chúng ta điều trị miếng ăn cho bé ở độ tuổi này. Mẹ có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta nên cho bé uống mà sữa mẹ, hoặc là cái giờ mẹ có ở nhà, nhưng mà nên là sau cái bữa ăn, là bé ăn xong xuôi rồi thì chúng ta mới nên cho bé bú sữa mẹ. Và mẹ bạn có nói hỏi về cái chuyện là con bạn chưa có mọc răng á, thì bởi vì cao và cân nặng của bé này thì hoàn toàn là bình thường. Do đó chúng ta không có đặt vấn đề là bé thiếu canxi, vitamin D ở đây. Thì cái việc mà mọc răng sớm hay chà muộn thật ra nó cũng liên quan tới cái di truyền, và nó liên quan tới cái việc phát triển xương của bé nữa. Một số đứa bé do cái xương nó phát triển nhanh, nó trên canxi tập trung vào cái việc phát triển xương nhiều hơn thì răng nó mọc chậm hơn. Chúng ta cũng không coi cái gì bất thường hết. Dạ. Yeah. Bác sĩ ơi, là em bé con nó uống sữa lúc ban đầu uống thì nó không bị dị ứng, xong một tuần thì nó bị dị ứng một lần, xong bẵng đi khoảng độ 3-4 tuần sau á, 3-4 tuần nó không bị dị ứng, xong tự nhiên 3-4 tuần sau nữa nó lại bị dị ứng 3-4 ngày liên tục luôn ạ. Chắc chắn là dị ứng sữa hay là do thức ăn? Tại vì mẹ lúc đấy xong bắt đầu uống sữa. Lúc đấy cắt hoàn toàn thức ăn ạ, lúc đấy cắt hoàn toàn thức ăn, chỉ có bú sữa mẹ với uống sữa ngoài thôi. Dạ. Sữa mẹ thì trước giờ chưa bao giờ bé bị dị ứng cả. Mà, dạ đúng rồi. Dạ, mà tự nhiên uống sữa ngoài như vậy, bị dị ứng sữa như vậy nên là bây giờ dị ứng sữa là một cái bệnh lý mà chúng ta sẽ cần phải chẩn đoán xác định. Thì có lẽ là chẩn đoán chính xác là dị ứng sữa thì chúng ta nên mang bé đến bệnh viện và vào cái đợt bé đang bị dị ứng đó. Dạ có, cái hôm mà bé nó vừa mới nổi lên khoảng 8-9 giờ, xong rồi 9 giờ anh đem bệnh viện Nhi Đồng Nai á. Dạ. Thì bác sĩ cho nhập viện, xong rồi đến chiều mới khám và phát thuốc á, thì lúc đấy thì 2-3 tiếng sau, và lúc đấy bé nó mề đay nó nổ hết rồi, nó lặn hết rồi ạ. Rồi. Thì bác sĩ lại bảo là không phải là do bị dị ứng do sữa, mà là có đúng. Thể là do dị ứng do thời tiết. Đúng rồi, dị ứng, chính vì vậy bác sĩ mới nói đi khám là tại vậy á, tại vì dị ứng nó có rất nhiều dị ứng nguyên, nó không phải chỉ là sữa. Chúng ta chỉ đặt, nếu như mà bé dị ứng sữa thì tất cả mọi lần mà bé uống sữa thì đều có cái biểu hiện dị ứng hết, thì nổi mề đay là bị khó thở hết. Đằng này có lần uống thì bị, có lần uống không bị thì có thể liên quan tới nhiều thứ khác lắm. Ví dụ như là thời tiết nè, ví dụ như là các cái loại phấn hoa, hay là lông chó, lông mèo ở trong nhà, hay là thậm chí ai mà xài cái nước hoa, cái mùi dầu thơm hay là cái nước hoa xịt phòng mà bé hít phải thì cũng có thể gây dị ứng. Cho nên để chẩn đoán chắc chắn là dị ứng sữa thì chúng ta cần bác sĩ có cái theo dõi và chẩn đoán chắc chắn thì chúng ta mới loại trừ cái chuyện không uống sữa. Còn trong giai đoạn hiện nay thì chúng ta chưa chắc chắn đó là dị ứng sữa được đâu. Chính vì vậy chúng ta phải theo dõi thêm để xác định dị ứng nguyên là cái gì. Dạ vậy thì bây giờ chế độ ăn của em bé vẫn cứ duy trì là vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài rồi tập ăn dặm nữa thôi đúng không bác sĩ ạ? Đúng rồi, chúng ta vẫn duy trì 2 bữa tập ăn dặm, hay 2 bữa ăn bột cộng với lại sữa mẹ. Tập cái sữa ngoài là cái lượng mà không có, khi mà mẹ không có ở nhà đó thì đủ. Dạ. Thông thường giai đoạn này thì mẹ đi làm thì sữa mẹ đôi khi chỉ được có 50% cái số lượng cần thiết, sẽ được khoảng chừng 400ml mỗi ngày, thì có thể sữa ngoài bé sẽ cần 400-500ml mỗi ngày nữa. Dạ, con không biết là có phải do bị thiếu sữa hay không, mà sau một ngày em bé đi tiểu có 3-4 lần, từ sáng đến chiều khi con đi làm về nó tiểu có 3-4 lần rồi bác sĩ ơi. Là làm sao mình bé nó có được mang tả không ạ, hay là bé đi tiểu bên ngoài? Bé mặc quần và người giữ trẻ thì khi mà bé tiểu thì người giữ trẻ thì thay quần cho bé thôi, chứ không phải giặt, cho nên con về không biết được là bé đã được bao nhiêu ạ. Dạ. Thường thường cái số lượng nó tỉ như mà trẻ nó lớn lên nó mẹ thì thường thường cái thận của nó phát triển lên và cái khả năng hấp thu nước trở lại á tốt hơn, thì cũng sẽ nó sẽ làm trẻ nó tiểu ít hơn so với giai đoạn trước đó.
Tuy nhiên nếu như mà cả một cái ngày một đêm, tức là thường người ta tính cái lượng nước tiểu là tính trên 24 giờ, thì nếu như cả ngày cả đêm mà bé đi tiểu mà dưới 500 ml thì chúng ta mới đặt vấn đề là sợ thôi. Còn nếu mà bé đi tiểu 3 lần cộng đi ban đêm 2 lần nữa thì có thể phải là không phải là bữa thông bình thường không ạ? Dạ vâng, con cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Dạ cảm ơn chị. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục và kết nối với vị thính giả thứ ba. Alo. Alo. Dạ, chào chị nghe chương trình rõ không? Dạ rõ, chào bác Phi ạ. Bác Phi cho em hỏi, bé em năm nay được 27 tháng tuổi mà bé nó nói chuyện như là ba mẹ đều vẫn nói được nhưng mà mấy tiếng khác là bé nói không được, mà cho em hỏi nói nó không được làm sao, tức là nó nói được sự phát triển của não, nó không nói. Nhớ bé không vậy? Rồi, chị có nghe rõ lời của bác Phi không? Chị nghe rõ câu hỏi bác Phi chưa? Dạ chưa. Rồi bây giờ chị nghe nha, chị nghe. Tức là bác Phi định hỏi mẹ là bé nó không nói hay là nói cái tiếng nó khác nhưng mà nó lại nói không có rõ hả? Nói vẫn rõ nhưng mà nói chỉ được có 2-3 tiếng thôi bác Phi, như là ba, mẹ, bà, đồ vậy thôi, chứ mấy tiếng khác là bé không nói được. Dạ, bình thường ở nhà thì bé chơi với ai ? Thì bé chơi vòng vòng đó với mấy đứa trẻ khác vậy đó. Chơi vòng vòng mấy đứa trẻ khác, mấy đứa trẻ khác là nó có nói nhiều hay là nó cũng nó nói vậy? Nó nói thì nó cũng nói bình thường, như tại vì mấy đứa nó nói còn hơi nhỏ, nó còn hơi đớt đớt, nó chưa có nói gì nghe rõ không ơi. Như vậy thì nó bình thường thôi. Bình thường cái ngôn ngữ của trẻ con nó sẽ phát triển dựa trên cái môi trường, tức là khi mà nó chơi với người lớn chịu khó nói chuyện với nó nhiều, nói rõ ràng từng chữ thì bé nó mới học theo người lớn, nó bắt chước người lớn để nó phát triển ngôn ngữ của nó. Đằng này đôi khi chúng ta không có chơi với trẻ nhiều á, mà để cho trẻ chơi với những cái bé khác, mà những bé khác đôi khi cái ngôn ngữ của bé nó cũng không phát triển, thì như vậy rốt cuộc là cả hai đứa đều không phát triển như nhau cả. Và bé này bởi vì nó đã phát âm được ba mẹ rồi, nó nói được bình thường rồi, nó hiểu được cái gì mình nói và làm theo những cái gì mà mình đề nghị nó, thì mình không nghĩ tới cái chuyện không phát triển trí não gì đâu, mẹ chỉ là chậm nói do cái môi trường thôi. Chúng ta chỉ cần nói chuyện với con nhiều hơn mẹ ha, nhất là nhiều khi nói chuyện với bé thì nói chữ nè, nói rõ từng chữ một nè, chỉ từng cái minh họa cho bé rõ ràng. Và sau một thời gian khi mà các cái bộ phận phát âm như là cổ họng hay là lưỡi của bé mà nhuần nhuyễn á thì nó sẽ nói được bình thường thôi, không lo gì lắm đâu, bởi vì nó đã nói được rồi. Dạ bác Huy cho em hỏi cái là như bé của em là được 27 tháng mà cân nặng chỉ có 10,5 kg mà chiều cao bé có 80 cm, bé có bị thiếu bị thấp còn không bé? Bác sĩ vừa thiếu cân vừa thiếu chiều cao, suy dinh dưỡng mất tiêu rồi mẹ ơi, tức là cân nặng cũng thiếu, chiều cao cũng thiếu, so với lại cái độ tuổi hiện nay bé mình thiếu khoảng 2 kg và khoảng chừng 6-7 cm chiều cao, tức là thiếu nhiều đó mẹ, chứ không phải thiếu ít đâu. Mà đó là chưa kể cái chuyện là sau 24 tháng, tức là sau 2 tuổi á, thường là cái do cái sinh lý của bé nó sẽ phát triển chậm lại và những cái chiều cao mà đã mất đi rồi á, nhưng khi mình không có phục hồi được luôn đó, cho nên bây giờ bé này là bây giờ phải rượt hết cỡ thôi, tức là chúng ta phải làm mọi giá để mà lấy cho được tối đa cái tiềm năng chiều cao, còn lại được bao nhiêu hay bao nhiêu. Cái phần mà mất rồi chắc là chúng ta cũng khó mà phục hồi được lắm, nhưng mà coi như là được một phân thì đỡ một phân, thì bé này chắc là chúng ta phải tăng tối đa cái lượng sữa trong ngày cho bé này ha. Cho bé uống sữa thay nước, cái người nào giữ bé đó thì nhất là giữ đó, sữa gì cũng được hết, và bé sẽ uống liên tục thay nước, khát nước thì dùng sữa thay nước suốt cả ngày. Ngoài ra thì bé ăn 3 bữa chính, thì mỗi bữa như vậy thì bé ăn một chén cơm và cộng với các thức ăn, nhưng mà bởi vì bé uống sữa được rất nhiều cho nên chúng ta thường sẽ không có tập trung vào thức ăn nhiều mà tập trung vào cái phần cơm là chính thôi mẹ. Mà bác Huy, bé em bằng đêm á, nó ưa có thức đêm quá, mà cho em hỏi bé có bị thiếu canxi không chứ bác Huy? Chắc chắn rồi bé này nó không phải thiếu canxi đâu, nó thiếu tất cả mọi chất dinh dưỡng. Bé này là thiếu từ vitamin C, vitamin B1, canxi, kẽm, sắt, rồi thiếu máu, rồi thiếu các chất đạm luôn, bởi vì bé suy dinh dưỡng toàn diện mà. Bé này là thiếu chiều cao, cân nặng và suy dinh dưỡng toàn diện. Cho nên cách duy nhất để mà cho bé bổ sung dinh dưỡng cho bé là sữa, bởi vì trong sữa có đầy đủ tất cả mọi loại chất bổ này, chứ còn không có một cái loại thuốc bổ nào mà có thể bổ sung được mọi chất dinh dưỡng giống như là sữa hết. Vậy là mình cho bé uống sữa thay nước luôn không Phi? Dạ đúng rồi, một ngày bé có thể uống 1 lít, 1 lít 2, tức là bé uống được bao nhiêu thì uống bấy nhiêu mà tăng tối đa lên, và cho tới khi nào mà chúng ta thấy là bé bắt đầu tăng cân, tăng chiều cao thì bắt đầu chúng ta mới chỉnh lại chế độ dinh dưỡng. Thì tạm thời trong giai đoạn một khoảng 3 tháng tiếp theo đây á, là chắc chắn chúng ta cố gắng tăng tối đa cái lượng sữa cho bé. Mà bác Phi, như vậy là bé ở độ tuổi này là cỡ mấy cm với cỡ bao nhiêu cân là đủ không Phi? Thì như bác Phi nói đó, bé cỡ độ tuổi này khoảng 12,5 kg và 67 cm chiều cao. Như vậy thì bé đang thiếu khoảng 7 cm và khoảng chừng 2 kg cân nặng đó mẹ.
Dạ dạ chị, cảm ơn em Bác Phi. Dạ, cảm ơn chị. Thưa quý chị, bây giờ là 20:54, chúng ta chỉ còn 6 phút còn lại thôi ạ. Chúng tôi xin được tranh thủ kết nối với vị thính giả cuối cùng và cũng rất mong là thính giả đặt ngắn gọn câu hỏi để bác sĩ Yến Phi tranh thủ thời gian có thể tư vấn cho quý vị ạ. Và bây giờ chúng tôi xin được kết nối với vị thính giả cuối cùng ạ. Alo. Dạ, dạ rồi, mời chị đặt câu hỏi ạ. Đứa em là 4 tháng rưỡi rồi đi khám, bác sĩ nói là bị hẹp da bao quy đầu á. Thì theo bác, mình là bác sĩ, bây giờ mà mình đi nong da quy đầu là cỡ khoảng bao nhiêu tháng thì là tốt nhất bác? Ngay bây giờ chúng ta có thể cho nong da quy đầu rồi. Thật sự thì cái nong da quy đầu nó sẽ tùy thuộc vào cái hẹp của bé là hẹp khít hay là hẹp vừa vừa. Nếu như mà hẹp càng khít thì chúng ta phải nong càng sớm. Tuy nhiên bé 4 đến 5 tháng tuổi là chúng ta có thể nong da quy đầu hoàn toàn là an toàn. Bởi vì chúng ta không có làm tiểu phẫu thuật hay là phẫu gì hết. Ở đây chỉ là một cái tình trạng nong mà chúng ta về rửa cho bé. Cho nên có lẽ chúng ta nên nong sớm để gia đình có thể chăm sóc cho bé tốt hơn. Bé nó lớn lên á sẽ khó nong hơn bởi vì nó cao. Và nó sẽ lúc mà chúng ta về nhà làm vệ sinh cho bé sẽ khó hơn. Vậy là giờ là đi nong là tốt hả bác? Dạ đúng rồi, lên các cái bệnh viện có cái khoa nhi thì họ đều nong được bao quy đầu hết hả mẹ? Dạ bác, dạ bác, còn cái ngừa tiêu chảy cấp á bác, tiêu chảy do virus rota dạ. Thì cái đó nó có nguy hiểm lắm không bác? Rotavirus là không bác? Dạ nó hay, cái rotavirus là nó hay gây tiêu chảy lắm và chúng ta nên chủng ngừa cho bé. Lúc mà bé chích sau các cái mũi mà trong chương trình rồi thì chúng ta nên chủng ngừa cái rota để tránh cái tình trạng tiêu chảy. Bởi vì trẻ con nó dễ bị tiêu chảy bởi cái con rota này lắm. Mà mỗi lần tiêu chảy thì đủ thứ chuyện xảy ra hết mà. Dạ, tại vì bé em có chích ngừa trễ còn 3 mũi nữa là phải hết cái tháng 6, 6 tháng. Mà cái rota đó là phải trước 6 tháng bác. Em định là đi chích, đi cho uống cái đó trước cái xong mũi về cuối cùng, dạ, cái mũi cuối cùng mà tháng sau này là chúng ta cho uống kèm nguyên rota virus. Được phải không bác? Dạ được, dạ. Dạ, dạ, cảm ơn bác nhiều nha bác. Dạ, dạ, xin chào chương trình nha. Dạ, cảm ơn chị và chào chị. Thưa bác sĩ Yến Phi, có một số câu hỏi chúng tôi cũng nhận được qua email của thính giả. Đó là trường hợp của chị Linh, một thính giả ở Cần Thơ. Chị nói rằng là con của chị hiện nay được 25 tháng và đi học, do là đi học ở nhà trẻ và cháu có cái tình trạng biếng ăn, thế nên là buổi sáng chị không cho cháu ăn sáng mà chỉ cho uống một ly sữa hoặc là một cái hộp sữa khoảng 180 ml, rồi sau đó đến trưa thì cô giáo cho bé ăn. Thì chị cũng muốn hỏi bác sĩ Yến Phi là buổi sáng nếu mà không cho trẻ ăn sáng, chỉ cho uống sữa thôi, thì nó có đáp ứng đủ lượng dinh dưỡng cho bữa sáng của trẻ không ạ? Chắc chắn là không đủ. Thường thường một hộp sữa như vậy sẽ cung cấp cho chúng ta khoảng chừng 100 kcal thôi, trong khi cái bữa sáng của trẻ thì yêu cầu tối thiểu thì bé phải được 200-250 kcal. Chính mà ngoài ra cái thành phần dinh dưỡng của sữa thì thường nó thiếu cái chất bột đường, cho nên nếu như mà chị cho nó uống một ly sữa buổi sáng thì được, nhưng mà nên kèm theo khoảng chừng nửa chén đến 2/3 chén chất bột, tức là bánh mì hay là xôi hay là cơm cháo gì đó. Còn một cái gì hoặc là thậm chí cả các loại bánh bích quy, bánh bò, bánh da lợn, bánh gì cũng được, miễn là chất bột, thì chúng ta kèm theo cái hộp sữa là khoảng chừng nửa chén bột nữa thì mới đủ khẩu phần ăn sáng cho bé. Dạ, và chị cũng chia sẻ là nếu ngày nào đó mà chị vừa cho cháu uống sữa, cho ăn thêm một cái gì đó, thì bữa trưa thì bé ăn rất là ít và rất là biếng ăn. Thì ngay cả như vậy thì chúng ta cũng nên cho bé ăn sáng. Dạ. Bữa trưa thì chúng ta sẽ tăng dần cái số lượng của bữa trưa lên, bởi vì trong cái 3 bữa ăn trong ngày thì bữa sáng là bữa quan trọng nhất, là bởi vì cung cấp năng lượng cho bé hoạt động cái buổi sáng. Dạ. Và chính cái bữa ăn sáng này nó sẽ cung cấp cái nguyên liệu để tạo thành các cái men tiêu hóa. Dạ. Giúp cho bữa ăn trưa của bé dễ tiêu hóa hơn, dễ ăn uống hơn. Cho nên chúng ta nên ưu tiên vào cái bữa sáng và ăn ít vào bữa trưa đó. Thì chúng ta sẽ cho bé ăn thêm một cái bữa phụ vào lúc 3 giờ thì tốt hơn là việc chúng ta bỏ bữa sáng để tập trung vào bữa trưa. Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn thạc sĩ, bác sĩ Đào Thị Yến Phi, trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tư vấn cho quý thính giả trong buổi tối ngày hôm nay. Và đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng đã hết. Xin cảm ơn Công ty Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House đã hỗ trợ chúng tôi thực hiện chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào tối thứ 6 tuần sau. 20:05 đến 21:00 tối thứ 6 hàng tuần. Bắc Quang khi trẻ đau ốm bệnh tật. Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không ạ?
Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh? Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì trên cái nước phát triển. Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn. Nên là bây giờ em cũng không biết nói sao cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con trai nữa. Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết. Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ 6 hàng tuần, FM 99,9 MHz.